Xin chào tất cả các chị em. Trang thấy khá là nhiều các chị em mới vào nghề chưa hiểu công dụng của ba cái chai này ấy. Thì ở trong video này Trang sẽ chia sẻ cho các chị em hiểu rõ về công dụng của từng chai. Thứ nhất ấy, là chai màu hồng là chai liên kết giữa móng với sơn gel hay còn gọi là chai bay. Và chai tiếp theo là chai cứng móng giúp cho móng yếu cứng hơn, bền hơn. Giúp cho màu sơn của chúng ta bền màu hơn này. Và cái chai cuối cùng là chai tốt bóng, lớp bảo vệ cuối cùng của bộ móng. Rồi bây giờ mọi người sẽ mở chai liên kết sơn gel hay còn gọi là chai bay ra. Chúng ta vét cọ hai bên thành miệng chai này cho bớt gel đọng ở cọ đi. Rồi chúng ta quét lên móng. Để có bộ móng bền không bị bong tróc, mọi người phải làm sạch phần chân móng, không được để da chết còn bám ở trên bề mặt móng. Nếu không sau một thời gian mọc dài ra thì nó sẽ bị tróc. Mọi người khóa một lớp bay thật mỏng ở đầu móng nha. Xong rồi thì mình sẽ hơ máy 30 giây. Sau khi hơ máy 30 giây thì mình sẽ sơn màu cho móng này. Và cái lớp đầu thì mình không cần khóa đầu móng nha. Trong cái quá trình mà chúng ta sơn mà bị lem ra viền móng này, chúng ta sẽ sử dụng cái móng tay của mình vét một đường đi. Cái lớp sơn thứ hai này thì cái lớp sơn màu cuối mình sẽ khóa nhá. Khóa đầu móng mọi người nhớ khóa thật mỏng thôi. Hoặc là khi mình sơn này mình bao phủ một phát kéo xuống cái đầu móng là nó phủ xuống móng rồi. Hoặc là mọi người vét sạch cọ đi, chúng ta vê vê cái đầu móng này. Rồi chúng ta sẽ hơ máy đi. Và mình sẽ in lấy một cái hình, mình sẽ in lấy một cái hình vào móng này, hoặc là mọi người vẽ hoặc là trang trí thêm gì đó. Rồi sau khi mà trang trí xong thì mình sẽ sử dụng cái chai cứng móng màu xanh này nhá. Rồi chúng ta sẽ sơn lên trên bề mặt móng để giúp cho móng nó cứng, nó bền màu hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa đi hơ máy, hơ máy tầm 30 giây. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái chai cuối cùng, đó là chai tốt bóng này. Chúng ta sẽ sơn lớp tốt bóng cuối cùng và mọi người nhớ là khóa đầu móng thật mỏng. Đó, sau khi mà sơn xong mình sẽ hơ máy. Đó là các bước làm, cách sử dụng của ba cái chai mà Trang muốn chia sẻ cho mọi người đấy. Những ai chưa hiểu về cái chai này thì chúng ta sẽ biết và hiểu rõ về nó hơn nha. Cảm ơn các chị em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các chị em ở trong những video tiếp theo. Bye bye!